Quậy chưa? Quậy chưa vậy hả? Quậy rồi đó mà. Hôm qua tôi vừa mới đi cái phố lồng đèn, tôi chợt cảm thấy cái không khí trùng tù của túi tờ quay về. Tôi bỗng nhiên nhớ tới cái bài tờ mà mỗi kỳ trùng tù về tôi lại đọc cho mọi người nghe đó mà. Bây giờ tôi xin được phép đọc cái bài tờ này nha. Mọi người chú ý lắng nghe nha. Trùng tù là Tết thiếu nhi, mà sao người lớn lại đi chơi nhiều, chơi nhiều rồi lại làm liều, làm liều lại có tình nhiều thiếu nhi. Tình nhiều là hết bài tờ rồi sao đó mà. Nhưng mà mục đích của cái clip này là tôi muốn đọc cái bài tờ để cho mấy cái đồ dâm phụ dâm phụ, à nhầm, cái đồ nam thành nữ tú đi chơi trùng tù thì phải nhớ làm cái gì đó. Bây giờ dân số không có được tăng lên nữa đó nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.